Cùng mẹ đem bộ ghép hình 1, 2, 3. Con thích bộ nào? Càng chẳng ba. Con sẽ chọn bộ 1 với bộ 2 của con. Cùng mẹ đem bộ ghép hình 1, 2, 3. Bộ đầu tiên là một chú thỏ. Bộ thứ hai là một chú gà vui nhộn. Bộ thứ ba là chú lợn. Anh, anh, anh. Thật là một chú lợn hài hước. Và đây mảnh màu xanh dương là cô chú thỏ. Đây mảnh màu hồng là bụng của chú. Đây màu cam là chân chú thỏ. Đây xanh là lưng chú thỏ. Nhìn xem đuôi của chú thỏ màu vàng. Đây là chú thỏ của mình, nhảy thật cao. Giờ con sẽ ghép bộ ghép chú gà. Mảnh màu cam này là chân của chú. Và đây mảnh màu đỏ là cái màu gà. Đây mảnh màu vàng là cổ của chú. Đây màu xanh dương là ngực chú gà. Đây màu hồng nhạt là lưng chú gà. Đây xanh là đuôi chú gà. Đây là chú gà của mình. Cục ta, cục ta. Này em ơi em xem đây là con gì? Bộ kẹp của anh hình con gà. Bộ kẹp của em cao hình con lợn. Bộ kẹp của chị là hình con hỏ. Này em ơi em xem đây là màu gì? Đây là màu cam còn đây xanh lá. Đây là màu vàng đây. Cha đây, có cha đây, còn thế nào? Ngắm tay cha, đây quả bóng màu dày. Nó xanh dương, màu xanh dương. Thank you.
bé ngon, tay em bé đang ở đâu? Con hay trả lời cha, đây quả bóng màu gì? Na màu đỏ là màu đỏ. Một hai ba bốn năm quả bóng bóng lúc này. Gia đình ngón tay mọi người thế nào? Một hai ba Huh?
mấy đèn pin sáng đo, nhìn xem chị là một chú dơi. Cả nhà anh cầm chai nào,